Rồi, kênh Hoa Sứ Tây Ninh xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn nha. Kính chúc ngày mới thật là nhiều sức khỏe nha. Bữa nay tiếp tục em lên cái lô sứ Thái Zin của củ quái nha cả nhà. Đó, những cây củ quái đâu không ơi, cả nhà có yêu thích thể loại quái nghệ thuật đồ thì mình vào xem và ủng hộ nha. Thích thì mình mua về ủng hộ mình, còn không thích thì cả nhà mình vào xem ngắm cây nha. Thì đầu tiên em muốn nói sơ qua là những cây này là cây sứ Thái Zin nha, chứ không phải như sứ cũ, sứ Việt của mình hồi xưa nha. Mấy cây Zin này giờ thì mặt bông nó cũng đẹp rồi. Bây giờ nó lai ra đẹp hết rồi chứ không phải như sứ Việt của mình hồi xưa nữa nha. Này, những mặt bông thông dụng của nó như màu hồng như vậy nha. Đó, màu đỏ. Đỏ hoặc là đỏ đỏ viền tím, đỏ viền đen. Đó. Những cái bông như vậy nó rất là sai bông nha cả nhà. Mấy cây nguyên thủy như này rim như vậy á. Mấy cây rim như vậy mình chơi nó sẽ bảo đảm hơn những cây ghép nha. Ví dụ mình mới chơi, mới biết chơi thì tốt nhất mình lựa những cây rim như vậy nè, mình chơi nó rất là ok. Đó, rất là sai bông luôn, nó ra bông liên tục. Mà mặt hoa nó cũng cũng khá là xinh luôn. Thì mấy có nó có mấy màu thông dụng nha, màu đỏ, màu hồng, màu trắng hoặc là màu đỏ hồng, màu đỏ đen rồi nha. Thì bên em cũng như thông lệ thì bên em sẽ bao phí ship cho đơn hàng từ 200 ngàn trở lên nha. Rồi em bắt đầu vô cây đầu tiên nha. Cây đầu tiên một cây số 1 nha. Đó, củ quái như hình nha cả nhà. Đấy. Mình quay từ xa lấy tổng thể. Mấy cái cây này là cái lô cây này là lô bự hơn những cái lô trước nha. Mấy cây này già hơn mà cây nó bự hơn nữa nha. Chứ không giống như mấy cái lô mini lúc trước nha cả nhà. Đó, bộ ta, cây này được làm thắt bính rồi nha. Thắt bính cũng cao lắm rồi nha. Thắt bính cũng 5-6 tấc lên á. Bộ tàng nó lên đây nè. Thì nếu thích cái kiểu thắt bính thì mình để chơi luôn. Còn không thì về mình cứ xả bỏ. Mình xả ngắn lại để cho nó phân tàn ra, nó ra nhiều nhánh hơn. Rồi em sẽ quay chi tiết cái cây này nha. Đó, sẽ xây một vòng nha. Em sợ là cục quay nó không chịu quay. Nó cây này cái bộ rễ từ cái rễ nó lên tới cái chỗ phân tàn nhánh là nó cũng hơn một gang tay nha cả nhà, nó cao hơn một gang tay nha. Cây cũ cũng bự dài nha. Khá là quái hầm hố nha chứ không phải xấu nha cả nhà. Cây đẹp không nha. Mấy cây này cây hàng tiễn nha. Cây bảo đảm liền lạc 100%, không có thúi, không có sẹo gì hết á. Đây có cọng rau cái này, thích thì mình để, còn không thích thì giờ mình cắt bỏ cọng rau đó luôn. Khá là đẹp nha. Thì mấy cây này em cũng mới tỉa rễ nha. Cả nhà mình có mua thì mình về mình để trên một tầng cho nó khô mấy cái vết cắt rễ rồi mình hãy trồng lại nha. Đó. Rồi cây đẹp như hình nha. Ở đây nó lên đây nó có độ nó co xuống đây nè. Co lên đây là mình lên đây nó mới phân tàn. Rồi cây số 1 này em bán giá là 190 ngàn nha. Đó, tiếp cây số 2 nha. Cây số 2 này không có để vô chậu được, cái chân nó dài quá nè, ở dưới đây nè, bởi để nó đứng không được. Củ quái luôn nha, nè. Y như một con thú đang ngồi vậy nè, nó có phần đuôi ở đây nè, về mình có thể uống cho nó lên. Cong lên đuôi của nó. Cây này cũng được thắt bính luôn nha. Đó, cây này với cây đầu tiên là mà chơi một cặp thôi, thắt bính. Bộ dáng của nó nè, rồi để em xoay vào một vòng cái dáng của nó nha. Đó. Dáng bên đây dáng ngoái đầu nè. Đó, đường thân nữa nè. Cũ cũng rất là quái nha, khá là quái luôn á. Rồi cây số 2 này em bán giá là 190 luôn nha, 190 ngàn cho cây số 2 nha, thân quái luôn nha. Đó, cũ quái lắm, tại không có để chỉnh dáng được. Rồi em lên cây số 3 nha. Số 3 là một cây dáng thú rất là đẹp nè. Đó. Ở đây nó có phần đuôi ở sau này nha. Đuôi này về mình kéo lên, đưa lên cho nó móc lên. Đó. Phần ngoái của nó đây, đầu con lắc ở đây nó ngoái đầu qua đây nè, thấy không? Khá đẹp luôn nha. Bộ rễ dưới đây còn nhiều lắm, dưới này nè rễ á. Quay tổng thể hết cây dáng khá đẹp luôn. Để nó nằm cái dáng của nó nè. Dáng nằm vậy đó. Rồi cây số 3 này em bán giá là 190 ngàn nha. 190 ngàn cây số 3. Một rễ dưới đây còn nhiều lắm nè. Các nhà thấy không? Rễ dữ dằn dưới đây luôn nha. Rồi 190 cho cây số 3 luôn nha. Rồi em lên cây số 4 nha. Đó, số 4 là một cây củ quái nha. Củ quái mini. Đó. Khá là quái luôn nha. Đậu co lắc của nó thì thôi khỏi bàn nè. Phần thân của nó đây nè.
chân cẳng ở dưới này, đây đưa cái mình nó lo đây, nó co lắc lên nè, thấy không? Lên đây nó phân tàn. Cây này là khá là đẹp luôn, thấy không? Độ uốn của nó nè, bộ chân đế của nó nè, đó. Khá là đẹp ha. Đây có một cái cọng râu xuống nữa nè, ngoái đầu dữ không? Đó, chân cẳng thôi liền lạc hết rồi. Cây số 4 này em bán giá là 250.000 nha, 250.000 cho cây số 4, thân quái dữ dằn luôn. Cây này nhỏ mini. Đó, số 5 là một cây được làm rễ ba chân rồi nha. Đó, ai thích thể loại rễ chân dài rồi nè, thân rễ rồi dưới đây nè. Cây này bự nha, bự già cây nữa nha. Phần cũ của nó nè, hai vòng tay mình mới giáp nha. Đó, rễ khá đẹp, cây liền lạc hết, tàn nhánh lên trên. Rồi cây số 5 này em bán giá là 150.000 nha. Cây này đẹp nha cả nhà, bảo đảm luôn. Rồi, tiếp em lên cây số 6 nha, một cây bộ rễ được làm rễ chân dài rồi nè. Mấy cái rễ này về mình sắp sửa kéo rồi ra là nó bự lắm nha. Cây này to lắm nha, hai vòng tay mình là bảo đảm là không hết nha, không hết cái cũ được nha. Đó, bộ rễ của nó nè, được đang chéo với nhau, rễ dưới đây là nhìn khá là đẹp luôn nè. Đó, không, cả nhà thấy rễ không? Đang chéo với nhau nhìn quái lắm. Tàn của nó nè. Rồi cây số 6 này bán giá là 180.000 nha. Cây này to nha cả nhà, bự nha, bảo đảm luôn hai vòng tay không hết nha. Tiếp đến làm lên cây số 7 nha. Số 7 là em có một cây dáng khá là quái đó nha. Đó. Một con hươu cao cổ nha, dáng theo kiểu y như con hươu nè. Đó, phần thân nó uốn lượn co lắc ở đây nè, đây thân nó lên nè. Cây này dài lắm nha, phần thân nó dài hơn một gang tay mình nhiều á. Một rễ ở dưới nè, cũ dưới đây về mình có thể banh ra sắp sửa theo ý thích của mình, khá là đẹp luôn. Cây này dáng quái nha, độ co lắc của nó rất là đẹp luôn. Đó, khá là đẹp luôn. Cây này về mình tạo dáng theo ý thích của mình nữa thôi. Về mình trồng có thể trồng cho nó nghiêng nghiêng qua một bên vậy nè. Đẹp lắm, cây này đẹp lắm. Cây này là khá là đẹp luôn nha cả nhà. Đó, dáng của nó là bao đẹp luôn. Rồi cây số 7 này em bán giá là 200.000 nha. Một cây dáng hươu cao cổ. Rồi cây số 7 200. Đó, cây số 8 nha cả nhà. Số 8 là một cây được làm rễ chân dài rồi nha. Đó. Rễ bự không nha, chứ không phải rễ nhỏ nữa nha. Nè, một rễ nó nè. Bự phải bằng gấp đôi cái ngón chân cái á, một cái rễ á. Nè, cái này phần thân của nó rễ dưới đây là tới 1 2 3 4 tới 5 cái rễ luôn nha. Nè, 5 cọng rễ. Được sắp sửa rễ hết rồi. 5 6 cái luôn. Được tạo bộ rễ ở dưới đây hết rồi. Đó, thấy chưa? Kéo rễ ra thấy không? Khá là ok luôn đấy nha. Ai thích rễ chân dài thì mấy em này về là bao đẹp. Cây này ưu điểm của em nó là được thắt bính luôn rồi nha. Đó. Khá là cao luôn, thắt bính lên chắc cũng khoảng hơn 2 gang tay á. Từ cái chỗ ở đây nó lên thắt bính á. Đó, phần rễ cũ của nó từ dưới rễ lên là một gang tay. Cây khá đẹp nha cả nhà. Rồi cây số 8 này em bán giá là 180.000 nha. 180 cho cây số 8. Em lên cây số 9 nha. Đó, cây số 9 là một cây có cái dáng rất là nghệ thuật nha cả nhà. Khá là đẹp luôn á, để quay tổng thể hết cái cây. Đó, khá là đẹp nha. Rồi, em xoay một vòng. Xoay nhẹ nhẹ tại vì đưa nó vô đây nó chưa có cố định cái dáng của nó nè. Đó, cầm lên xoay qua cho nó dễ đi. Đó. Nhà thấy bộ rễ nó dưới đây không? Nè. Dáng ngoái khá là đẹp luôn đó nha. Cây này là khá là ok luôn á. Dáng rất là kè. Đó, rất là đẹp. Cây này khá là ok rồi. Không? Rất là. Rồi cây số 9 này em bán giá là 280.000 nha. Cây già nha cả nhà, chứ không phải cây non nha. Mấy cây này về trồng rất là bảo đảm luôn. Rồi, khá là đẹp nha. Quái. 280.000 số 9 nha. Tiếp tục là cây số 10 nha. Số 10 phần thân cũ của nó nè. Bên đây tàn nhánh của nó nè.
lưng của nó, rễ thì thôi bao đẹp. Rồi, cây số 10 này bán giá là 230.000 nha, 230 cho cây số 10. Dáng khá đẹp nha cả nhà. Còn rễ nó dưới đây còn nhiều lắm nè. Rễ nè. 230 cây số 10. Rồi, lên cây số 11 nha. Rồi, tiếp tục là cây 11 nha. Cây này là cây cuối trong cái lô này nha cả nhà. Bữa nay có 11 cây nha. Một cây này là cây to bự nha. Cây này là bự nhất trong lô luôn nha cả nhà. Đó, bộ dáng thế của nó thì bộ quái thì cũng khá là hầm hố nè, phần tàn nhánh của nó lên nè. Quay từ xa tổng thể hết. À, để em xây một vòng đó. Đó, cái đầu nó đưa ra đây nè ha. Cây này bự lắm nha. Đó, dáng độ co lắc của nó cũng dữ dằn lắm. Phần thân rễ đồ dưới đây nhiều lắm nè. Mấy cái này ở ngoài nhìn đẹp lắm. Nói chung mấy cái này em tỉa rễ rồi cũng rất là công phu rồi. Tỉa rễ rồi rất là hoàn thiện này, 90% hết rồi. Về cô chú cả nhà mình yêu thích thì mình muốn tỉa thêm cho nó hoàn thiện thì mình làm theo ý thích của mình. Rồi cây này cây to nha, cây số 11, cây cuối cùng em bán giá là 300.000 nha, cây bự nha. Rồi, bữa nay em có 11 cây à. Cô chú anh chị mình yêu thích cây nào thì cứ gọi điện alo trực tiếp cho em nha. Số điện thoại và ngày đăng em cũng ghi trên màn hình nha cả nhà. Cả nhà mình có mua thì lưu ý nhớ cái ngày đăng nha, để tránh nhầm lẫn những cái lô cây trước nha cả nhà. Rồi bye bye, hẹn gặp lại lần sau nha.